Xin chào các em, hôm nay chúng ta qua chủ đề khu vực Đông Á. Nội dung của chủ đề này gồm có: thứ nhất, vị trí địa lý; thứ hai, đặc điểm tự nhiên; thứ ba, đặc điểm dân cư và kinh tế. Chúng ta đi vào đặc điểm thứ nhất. Em phải xác định trên lược đồ châu Á các khu vực của châu Á. Đây là khu vực Bắc Á, đây là khu vực Đông Á, khu vực Trung Á, khu vực Đông Nam Á, khu vực Nam Á và khu vực Tây Nam Á. Vị trí địa lý của Đông Á dựa vào bản đồ các khu vực châu Á, em hãy xác định Đông Á nằm ở vị trí nào của châu Á. Đây là Đông Á, và Đông Á thì nằm ở phía đông của châu Á. Nằm trong khoảng vĩ độ từ 18 độ Bắc cho đến 50 độ Bắc. 18 độ Bắc cho đến 50 độ Bắc. Khu vực Đông Á gồm các bộ phận nào? Trước hết, đây là bộ phận đất liền, bộ phận đất liền của Đông Á. Đây là bộ phận hải đảo, bộ phận hải đảo. Như vậy là khu vực Đông Á gồm có hai bộ phận đất liền và bộ phận hải đảo. Xác định các quốc gia và vùng lãnh thổ, phần đất liền và phần hải đảo. Trước hết là phần đất liền gồm có những quốc gia sau. Có diện tích lớn nhất là Trung Quốc. Chúng ta thấy Trung Quốc có diện tích rất là rộng lớn ha. Kéo dài từ Tây sang Đông. Tiếp theo là đất nước Triều Tiên nằm trên bán đảo Triều Tiên. Thứ ba là Hàn Quốc cũng nằm trên bán đảo Triều Tiên. Thì đây là những quốc gia phần đất liền của Đông Á. Nhật Bản là quốc gia nằm ở phần hải đảo của Đông Á và được xem là đất nước quần đảo vì có nhiều đảo hợp lại tạo thành. Tiếp theo là vùng lãnh thổ Đài Loan thuộc Trung Quốc ha. Và tiếp theo là đảo Hải Nam của Trung Quốc. Đây là những bộ phận thuộc hải đảo. Khu vực Đông Á giáp với các khu vực biển và đại dương nào? Trước hết là chúng ta thấy Đông Á nè, có màu vàng thì tiếp giáp phía Bắc là Bắc Á. Phía Tây thì tiếp giáp với Trung Á. Phía Nam thì tiếp giáp với Đông Nam Á. Tóm lại là tiếp giáp ba khu vực Bắc Á, Trung Á và Đông Nam Á. Tiếp giáp với các biển Nhật Bản, Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông. Ngoài tiếp giáp với các biển trên thì Đông Á còn tiếp giáp với một đại dương lớn nhất trên thế giới, đó là Thái Bình Dương. Em ghi cho cô vị trí địa lý của Đông Á nằm trong khoảng vĩ độ từ 18 độ Bắc cho đến 50 độ Bắc. Lãnh thổ gồm hai bộ phận,
phần đất liền và phần hải đảo. Nhớ cho cô là Đông Á thì gồm có hai phần, phần đất liền và phần hải đảo. Khác với các khu vực mình đã học, những khu vực mình đã học thì chủ yếu là phần đất liền, không có phần hải đảo. Chúng ta qua phần 2, đặc điểm tự nhiên của Đông Á. Đặc điểm tự nhiên thì gồm có hai phần. A là địa hình và sông ngòi thì chúng ta học trong tiết này. B là khí hậu và cảnh quan thì chúng ta sẽ học trong tiết sau. Em hãy nêu đặc điểm địa hình phần đất liền. Đây là phần đất liền. À, địa hình phần đất liền. Ta chú ý ngay góc dưới. Màu cam là vùng đồi núi, màu xanh là vùng đồng bằng. Phần đất liền rất là rộng lớn cho nên người ta phân ra phía Tây và phía Đông. Trước hết là phần phía Đông, chúng ta thấy là có màu xanh, có màu xanh tượng trưng cho đồng bằng. Thì ở đây có đồng bằng Tùng Hoa, đồng bằng Hoa Bắc, đồng bằng Hoa Trung. Đây là những đồng bằng màu mỡ của Trung Quốc. Tóm lại, phía Đông là vùng đồi núi thấp và có nhiều đồng bằng rộng bằng phẳng. Đây là khu vực phía Đông. Còn phía Tây thì như thế nào? Phía Tây. Nhìn vào địa hình phía Tây thì chúng ta thấy là có những cái dãy núi sau: dãy Thiên Sơn, dãy Côn Luân, dãy Tần Lĩnh. Đây là những dãy núi cao nằm ở phía Tây của Đông Á. Ngoài các dãy núi cao thì ở phía Tây còn có những cái bồn địa rộng, đó là bồn địa Di Ngô Nhĩ, bồn địa Ta Rim, bồn địa Tứ Xuyên. Vậy chúng ta phải hiểu như thế nào là bồn địa. Bồn địa là những vùng trũng thấp, rộng lớn, được bao quanh bởi núi cao. Thì đó là bồn địa. Phía Tây là hệ thống núi sơn nguyên cao và bồn địa. Nói về sơn nguyên thì chúng ta phải kể đến là sơn nguyên Tây Tạng của Trung Quốc. Đây là sơn nguyên rất là rộng lớn và cao nhất thế giới với độ cao trung bình là 4.500 m, nằm ở phía đông bắc của dãy Himalaya, nằm ở phía đông bắc của dãy Himalaya. Và đây là một vùng đất mà có nền văn hóa rất là đa dạng. Chúng ta xem trên màn hình, đây là dãy núi Côn Luân. Nhìn từ trên cao rất là đẹp, hùng vĩ. Đây là bồn địa Ta Rim của Trung Quốc. Nhìn vào chúng ta thấy đây là vùng trũng, trũng thấp, xung quanh là núi cao bao bọc. Thì người ta gọi đó là bồn địa. Đây là cánh đồng hoa cải ở Côn Minh, Trung Quốc. Em hãy nêu đặc điểm sông ngòi phần đất liền, nơi bắt nguồn, hướng chảy, các hệ thống sông lớn và xác định các sông lớn trên bản đồ. Chúng ta thấy sông Amur. Sông Amur. Tiếp theo là sông
Hoàng Hà. Và thứ ba là sông Trường Giang. Trong đó Hoàng Hà và Trường Giang là hai hệ thống sông lớn của Đông Á, bắt nguồn từ Sơn Nguyên Tây Tạng, và đổ ra biển. Thì Hoàng Hà là đổ ra biển Hoàng Hải, còn sông Trường Giang thì đổ ra biển Hoa Đông. Và hạ lưu của các con sông này là bồi đắp phù sa cho các đồng bằng. Sông Hoàng Hà thì bồi đắp phù sa cho đồng bằng Hoa Bắc, sông Trường Giang thì bồi đắp phù sa cho đồng bằng Hoa Trung. Đây là những đồng bằng màu mỡ nhất của Trung Quốc. Các con sông này đều có hướng chảy là từ Tây sang Đông. Có ba sông lớn, sông Amur, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang. Thì nguồn cung cấp nước là do băng tuyết tan, do nó đi qua những cái miền địa hình núi cao, thì băng tuyết tan vào mùa hè. Và ngoài cái nguồn nước do băng tuyết tan thì còn có một lượng mưa lớn do gió mùa mùa hè mang đến, hay còn gọi là gió mùa Tây Nam. Nên đặc điểm giống nhau và khác nhau của hai con sông Hoàng Hà và Trường Giang. Về giống nhau thì hai con sông này đều bắt nguồn từ Sơn Nguyên Tây Tạng và đổ ra biển. Rồi phần hạ lưu thì bồi đắp cho các đồng bằng lớn, đó là đồng bằng Hoa Bắc và đồng bằng Hoa Trung. Có lũ vào cuối hạ đầu thu, cuối mùa hạ đầu mùa thu thì có lũ, và cạn vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân. Thì đó là chế độ nước của các con sông này. Và nguồn cung cấp nước của các con sông này là do băng tuyết và do mưa mùa hạ cung cấp. Về sự khác nhau của hai con sông Trường Giang và Hoàng Hà, trước hết là sông Hoàng Hà ngắn hơn so với sông Trường Giang. Chúng ta nghe chữ Trường Giang là chúng ta biết là đây là con sông dài, và thực sự là nó dài đứng thứ ba trên thế giới sau sông Ninh và sông Amazon. Như vậy là khác nhau, đặc điểm thứ nhất là sông Trường Giang dài hơn sông Hoàng Hà. Và khác nhau ở đặc điểm thứ hai là chế độ nước của sông Trường Giang thì điều hòa, còn chế độ nước của sông Hoàng Hà thì thất thường hơn. Thất thường tức là lúc thì ào ạt, lúc thì cạn, thì người ta gọi là chế độ nước đó là thất thường, lúc lên lúc xuống, lên nhanh xuống nhanh ha. Cô giới thiệu sơ về sông Hoàng Hà, nghĩa là sông màu vàng, là con sông dài thứ hai ở châu Á, xếp sau sông Trường Giang và xếp thứ sáu trên thế giới về chiều dài, đó là 5.464 km. Sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử là con sông dài nhất châu Á và đứng thứ ba trên thế giới sau sông Ninh ở châu Phi và sông Amazon ở Nam Mỹ. Con sông Trường Giang có chiều dài là 6.385 km. Đây là hai con sông quan trọng nhất của Trung Quốc. Ngoài cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, vận tải đường sông thì hai con sông này còn phục vụ cho việc phát triển thủy điện. Rồi, trong đó cái thủy điện Tam Hiệp là được xem là thủy điện lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên là hai con sông này hiện nay đang bị ô nhiễm nặng do quá trình công nghiệp hóa quá nhanh và do chất thải từ các nhà máy, từ các khu công nghiệp, rồi chất thải từ khu dân cư vân vân, thì đã làm cho hai con sông này ô nhiễm nặng. Chúng ta đi qua đặc điểm địa hình sông ngòi của phần hải đảo. Thì nãy giờ chúng ta đang phân tích về đặc điểm địa hình sông ngòi của phần đất liền.
Đây là phần hải đảo. Đây là phần hải đảo. Đặc điểm địa hình xong rồi phần hải đảo. Trước hết là chúng ta biết là phần hải đảo chúng ta nằm trong vòng đáy lửa Thái Bình Dương. Ở đây là vùng núi trẻ và thường xuyên xảy ra động đất, núi lửa kèm theo sóng thần nữa. Thì đó là những cái thiên tai của cái vùng cái bộ phận phần hải đảo của Đông Á. Xong rồi ở đây thì ngắn và dốc. Đây là vòng đáy lửa Thái Bình Dương. Ở lớp 6 thì thầy cô cũng giới thiệu cho chúng ta vào vòng đáy lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa ha. Vòng đáy lửa Thái Bình Dương là một khu vực hay xảy ra động đất và các hiện tượng phun trào núi lửa bao quanh Thái Bình Dương. Hình dạng của nó giống như vành móng ngựa. Đây là vành đáy lửa của châu Á ha, nằm trong Thái Bình Dương. Đây là núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ cũng là một ngọn núi lửa đã tắt, và ngọn núi lửa này nằm trên đảo Honshu của Nhật Bản với độ cao là 3.776 m. Núi Phú Sĩ là biểu tượng của đất nước Nhật Bản. Các hình ảnh mà chúng ta vừa xem ở trên màn hình, đây là hình ảnh động đất sóng thần của Nhật Bản năm 2011 đã làm 15.881 người chết, 6.142 người bị thương. Thì đây là thiên tai kép động đất đi kèm với sóng thần đã làm cho thiệt hại về con người và của cải vật chất của đất nước Nhật Bản. Sau nhiều năm thì người ta mới khắc phục được cái hậu quả này. Em ghi cho cô phần địa hình và xong rồi. Trước hết là phần đất liền, phía đông là vùng đồi núi thấp, đồng bằng rộng và bằng phẳng. Có ba sông lớn, sông Amur, sông Hoàng Hà, sông Trường Giang. Nguồn cung cấp nước là do băng tuyết tan và mưa gió mùa. Phía tây thì có hệ thống núi sơn nguyên cao và bồn địa rộng. Chú ý những cái phần cô dặn kỹ phía đông và phía tây để chúng ta làm bài tập thường xuyên cho tốt ha. Phần hải đảo thì có miền núi trẻ và thường có động đất và núi lửa, hay còn gọi là vòng đáy lửa Thái Bình Dương đó. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Chúng ta chú ý cho cô là hôm nay mình làm bài tập thường xuyên lần 2. Do đó, trong vòng 15 phút cô sẽ khóa link. Chúng ta tìm hiểu kỹ nội dung cô giảng bài để làm bài tập cho tốt. Chúng ta tìm hiểu chủ đề mới, đó là chủ đề Đông Á tiếp theo. Đây là nội dung ghi bài.